trước khi mà gọi là mình thi công chính thức á, à thì tụi em có khoảng được vài tháng để chuẩn bị nhà. Thì trong quá trình đó thì tụi em cũng gọi là tìm hiểu rồi đất đai này kia đó, xong rồi cũng tranh thủ tiền bạc đó. Thì sau khi mà chắc cũng khoảng tầm 3 đến 4 tháng thì tụi em mới bắt đầu chính thức vào xây, để theo dự định luôn là sau khi xây được tầm nửa năm là tụi em sẽ kết hôn. Là cũng đúng như theo tiến độ là vừa xây nhà xong là tụi em kết hôn nhau. Kiểu là em với chồng em là theo kiểu là thích theo cái phong cách là hiện đại, cho nên là tụi em có lên mạng tham khảo mấy cái nhà xây dựng á, theo phong cách hiện đại. Thì tụi em nhắm mấy cái ngôi nhà màu trắng, màu xám, với là hai đứa cũng thích cái màu gam màu đó luôn, thì nó nhẹ, nó trung tính, cho nên là tụi em quyết định là xây nhà theo kiểu đó. Cái phá cách mà em thích nhất là chồng em thích ăn, cho nên là em thích nấu ăn, cho nên là cái bếp là em rất là quan trọng, cho nên là em mới muốn làm thêm một cái bàn đảo. Cho nên là mà cái diện tích nhà em thì chỉ có 4m² thôi, cho nên lúc đầu em hỏi lấn cấn cái vụ mà nếu mà cái bếp nó bự quá thì nó chiếm cái nhà, nhưng mà không sao, là em kiếm được một loại khá là ok. Lúc đầu thì em lên trang Google, nhưng mà có vẻ là em không có hợp với Google lắm, cho nên lên trang Facebook em đi kiếm mấy cái group á, thì em có đọc tham khảo mấy cái bài review, xong rồi em có tham khảo các bạn nơi mấy cái bạn mà hay review về nhà. Rồi em vô tình một cái trang, thì em có tham khảo được vài trang, nhưng mà cuối cùng thì tự nhiên cơ duyên vô bên công ty của mình. Mình kiếm cái gì? Thực chất thì em không có tiêu chí gì hết á, cơ bản là em nhìn sản phẩm thôi. Ví dụ như em nhìn các sản phẩm của nhà của các công ty khác thì nó không có hợp với cái nhu cầu của em, không có hợp với cái gu của em. Cho nên là em thấy nhà, cái chỗ nào mà làm theo đúng cái gu của mình á thì em sẽ lựa chọn. Với lại một phần nữa là về chi phí. Ví dụ là chi phí của bên nào mà cảm thấy là ổn định về tài chính của em hơn á thì em sẽ lựa chọn. Thực chất là em kiếm cái việc là từ Facebook chứ không phải từ Google. Em tìm hiểu trang YouTube. Em có coi mấy video review này kia. Nói chung là mấy cái trang kia bất lợi một cái là không có trang YouTube, hoặc là có YouTube nhưng mà dữ liệu ít quá. Còn trang mình thì có YouTube, cho nên là em ngồi em xem thì em thấy ok, em thấy hay, nên là em thấy hợp, em chọn luôn. Với etiquette của em thì về mặt thân thiện, giao tiếp với khách hàng tốt, thì các bạn chăm sóc tụi em rất là chu đáo. Ví dụ như các bạn chăm sóc khách hàng bên mình hay gọi điện hỏi thăm là chị ơi chị có thấy bên em sao, cứ mỗi tuần hoặc là hai tuần thì các bạn sẽ gọi công việc như thế nào, kiểu tiến triển như thế nào, rồi chị bên mà em có làm thuận lợi hay là chị cần góp ý gì không thì liên hệ với em. Thì em thấy là các bạn chăm sóc hàng rất là tốt. Ngoài ra thì trên group thì có mấy anh chị kế toán, rồi mấy anh chị và mấy anh thiết kế, xong rồi mấy anh công trình thì hay nhắn tin hỏi hoặc là gọi điện tụi em, kêu tụi em qua công trình thăm coi này kia, thăm nhà này kia, để tụi em nắm bắt được cái nhà mình xây tới đâu rồi. Hoặc là mấy anh thiết kế hỏi là em có cần thay đổi thế nào hoặc là nhu cầu thế nào. Nói chung là các bạn chăm sóc rất là tốt. Tuy nhiên là có nhiều lần thì làm việc thì không có hợp với nhau, nhưng mà trong cuộc sống mà ví dụ như không có khúc mắc cái gì thì mình giải quyết nhanh là xong. Đã, cho nên là em rất là thích cách làm việc nhanh gọn lẹ như vậy. Mức độ chuyên môn thì cơ bản cá nhân em thì không có chuyên môn trong ngành xây dựng rồi, cho nên là cảm nhận là em thấy là mấy anh chị làm rất là ok, dù em không có biết nhiều về nhưng mà mấy anh chị vẫn có phải bỏ thời gian giải thích. Trước thì em làm việc với hai bạn thiết kế, thì chủ yếu làm việc với anh Thiện. Thì em nói nhu cầu của em cho ảnh là em muốn tiêu chí thế này, thì ảnh sẽ lưu lại, xong rồi ảnh về làm theo cái nhu cầu của em. Ví dụ em muốn cái cổng của em là nó lả xíu, nó cong cong, nó này kia, nhưng mà ảnh sẽ nói là tuy là hơi khó nhưng mà ảnh vẫn sẽ thiết kế cho em làm được hết.
thì em cũng yên tâm, tại vì cái bình thường là mấy cái nhà khác anh để ý là mấy cổng nó sẽ thẳng, nó vuông, nó sẽ không có cong, nhưng mà em kiểu em thích nó hơi nghệ thuật tí xíu, nên em yêu cầu thì anh Thiện ok đáp ứng, cho nên là em cảm thấy rất là thích. Thực chất là đúng một phương án thôi, xong rồi cái chỉ sửa lại phương án đầu tiên, thực chất là phương án đầu tiên chốt luôn. À, dạ, sửa mấy cái sửa cái nền tiểu tiết thôi, đúng rồi, cái kiểu cái màu nền nó không có đúng cái gu em thôi, chủ yếu là chủ yếu sửa màu, xong rồi em đổi lại một cái màu thôi là xong rồi. Ngoài ra là không có sửa gì nhiều hết trơn. Tụi em thì chủ yếu là muốn cái phòng ngủ là làm cái nền bằng gỗ, gỗ công nghiệp chúng ta. Dạ, gỗ công nghiệp. Còn cái bếp á, thì cái phần tầng dưới á, thì em thông thể không có làm gỗ. Mấy cái nói chung là theo tiêu chí hiện đại đơn giản á, chứ em cũng không có. Phần tụi em cũng không quá cầu kỳ khó tính cho người lựa chọn. Nên dù mình về tụi em á, thì chủ yếu nhìn về màu sắc mà nhiều hơn. Khi mà nó ưng cái màu mắt mình á, xong rồi cũng có tìm hiểu là cái chất liệu mà bên thiết kế nội thất đưa ra, em thấy ok là ok. Vẽ xong với mọi người chỉ nói là cái này dùng cái vật liệu gì, ví dụ cái này dùng gỗ công nghiệp, cái này dùng sắt nhôm sinh pha, ví dụ vậy đó. Thấy bạn tư vấn. Dạ, tư vấn vậy thì em sẽ lên tìm hiểu, tại vì cơ bản là tụi em sẽ không có hiểu về ngành xây dựng. Cho nên mấy bạn nói thì em sẽ lưu lại rồi em về em tìm hiểu. Đúng tới 90% thì em ưng thì dạ, nhưng mà đúng cái gu của em là nhanh lắm. Còn em không có kéo dài đâu, đúng cái gu là em ấy liền làm liền à. Hợp bạn thiết kế của mình, hợp với em xây nhà, hợp gu em xây nhà, hợp gu em. Thì sự là mấy chú thi công dễ thương, nhà qua là nói chuyện vui vẻ lắm, nhìn nhở anh cái anh phụ trách quản lý á, dạ anh Kiệt á, thì cũng ok lắm, hỗ trợ tụi em lúc nào cũng gọi xuống coi nhà đi em ơi, để này biết kia đó, thì để kiểm tra này kia để bảo đảm á là đúng cái tiến độ. Nhưng mà anh Kiệt hay gọi tụi em, rồi ví dụ như vấn đề này không hiểu thì em sẽ hỏi anh Kiệt giải đáp, giống nhau khoảng 80-90%. Dạ, tại vì cái lúc phần làm hoàn thiện á thì em có thay đổi gần cuối á, thì em có thay đổi một chút, cho nên là sẽ không giống 100% so với bản thiết kế. Nhưng mà cái đó là thay đổi do nhu cầu của em, cho nên là không sao hết. Dạ. Em á, chắc phòng bếp quá. Phòng bếp chứ không ngủ. Tụi đi thích không gian nè. Phòng khách có cái đồ chơi của em. Ok, có cái máy lọc không khí. What? Thấy yên bình. Cơ bản là cái chỗ em ở nó cũng yên tĩnh nữa, không có ồn ào, cho nên là gặp cái nhà kiểu tụi em cũng hay ở nhà nhiều hơn, nên là tụi em cảm giác thoải mái đó. Với lại kiểu xây dựng theo kiểu nội thất đầy đủ này kia, cho nên là tụi em cảm giác là thích. Dạ, không có gì để chê. Kiểu là đầu tiên là phải chuẩn bị đất nè, sau đó là chuẩn bị tài chính, tiếp theo đó là phải tìm kiếm đơn vị. Thì ba cái kênh mà em hay tìm kiếm rất là YouTube, Google và Facebook, hoặc là các bạn có thể tham khảo trên mấy cái hội nhóm review xây nhà, ở đó thì các bạn có thể trải nghiệm nhiều kinh nghiệm nữa. Sau đó thì tụi em sẽ tìm kiếm cái đơn vị mà phù hợp với mình nhất. Thứ nhất là phù hợp về ngân sách, thứ hai là phù hợp về cái gu thiết kế,
Rồi thứ ba là hai bên trao đổi có hợp nhau không á, thì mình mới có thể làm việc tốt được. Đó, thì sau đó là trong cái quá trình trao đổi thì tụi mình có thể đến cái phần mà làm việc hợp tác chung. Đó, được chọn tiếng chung, sau đó là tới phần thi công thì cơ bản là ví dụ như những người trẻ, người mới như tụi em thì sẽ không có biết rõ là cái phần xây dựng nó sẽ như thế nào. Cho nên là trong cái quá trình xây dựng thì mình cần phải nhờ các bạn bên nội thất thi công tư vấn cho mình để mình biết thêm nhiều cái, hoặc là mình có thể tra cứu trên mạng nữa. Đó. Ngoài ra thì tụi em cũng phải đi tìm hiểu này kia, hỏi người này người kia, người ta chỉ cho, rồi mình cũng góp ý với các bạn thì mới hoàn thiện căn nhà. Hoặc là trong quá trình xây dựng á, thì mình cũng phải trao đổi và nêu lên cái ý kiến của mình cho các bạn để bên công ty có thể nắm bắt được ý kiến của bên khách hàng, thì mới làm cái căn nhà của mình phù hợp với mình hơn. Đó, thì tụi em rút được những kinh nghiệm như vậy. Đây là em thì hai vợ chồng em chúc đội ngũ công ty Kiến Thiết Việt ngày càng phát triển thuận lợi, hoặc là ngày càng có nhiều dự án công trình để mình có thể tiếp tục làm, hoặc là phát triển mình tốt hơn rồi. Dạ, thì em đại diện cho vợ chồng em gửi đến một lời chúc tốt đẹp nhất đến công ty Kiến Thiết Việt. Chúc công ty mình ngày càng phát triển thành đạt, gặp được nhiều đối tác kinh doanh xây dựng tốt hơn. Ngoài ra thì trên con đường phát triển sự nghiệp xây dựng công ty thì em mong muốn là các bạn sẽ năng nổ nhiệt huyết để có thể đem lại nguồn kinh tế dồi dào cho công ty. Một lần nữa em rất là xin cảm ơn công ty đã hỗ trợ cho em trong những tháng vừa qua và giúp cho tụi em có một cái tổ ấm rất là yêu thích, phù hợp với hai đứa em. Dạ, xin cảm ơn.